Nam mô Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh. Xin chào mừng toàn thể quý vị cùng chư quý hiền đã đến với kênh Cao Đại Tây Ninh Nguyễn Văn Úc. Kính thưa đồng đạo, Tam Bửu Tinh Khí Thần trước nay là do từ đạo tiên khởi phát, nay có cao nhân luận giải tam giáo đều dạy về tinh khí thần, nên chúng tôi trích lục lại cho quý vị tham khảo để hiểu thêm về sự đồng quy của tam giáo. Tam giáo luận giải tinh khí thần. Tinh, tinh là phần của nhục thể hay xác thân. Tuy cái vẻ bề ngoài của thể xác không có gì, nhưng chính sự bồi dưỡng hay bón phân là điều cần phải suy luận. Ăn thứ gì để được bồi dưỡng cho cơ thể và không nặng mùi thú tính. Nên trên con đường học đạo ở các tôn giáo hay kiến thức nhân tố, luôn luôn hướng dẫn rõ ràng để cách mạng tâm thân cho hoàn hảo. Vì ở thân xác, qua dẫn tượng của tôn giáo Cao Đại về phần triết lý đạo học luận, đó là đệ nhất sát thân. Khí, khí cũng là hơi thở, cũng là phách, luôn luôn lưu hành trong nhục thân để tạo sự hài hòa cho đệ nhất sát thân được đầy đủ những điều ích lợi trong tế bào của cơ thể. Và hẳn nhiên khí chất thiếu thì thân thể trả rời. Khi đó, qua lý luận của đạo học thì là đệ nhị sát thân. Thần, thần là giác tánh của nhục thân. Do đó thần khí biểu lộ tạo nên uy dũng của con người. Thần là tư tưởng, là đức hạnh khiêm cung. Với lý đạo thì thần là đệ tam sát thân. Thế nên con người gồm đủ lý lẽ huyền vi của vũ trụ quan hay trái đất và mọi khí chất, nên sự hội tụ của vũ trụ, thái cực, âm dương, ngũ hành để cấu thành hình thể. Cho nên mỗi tôn giáo đều nói hay thuyết giảng khác nhau. Nho giáo nói: nhân giả kỳ thiên địa chi đức, âm dương chi giao, quỷ thần chi hội, ngũ hành chi tủ khí giả. Nghĩa là con người là cái đức của trời đất, là chỗ giao hợp của âm dương, tụ hợp của quỷ thần và khí tinh anh của ngũ hành. Vậy đủ rõ trong vạn vật duy nhân loại là đứng đầu. Vì lẽ ấy nên con người dễ tu thành đạo. Tuy rằng cả một cuộc đời tu, nhưng trong nhất thiết nếu biết thành tâm và thiện chí học tập để tu thân, hẳn nhiên thể chất và tinh thần hay tánh chất cũng được biến đổi. Điều đáng nhớ là học đạo, thực thi tâm pháp để hoàn nguyên, thì chính bản thân người học đạo phải vẹn gìn bản thể, đó là xa lánh tửu sắc, chấm dứt dị đoan, tin tưởng tuyệt đối đấng chí tôn. Phật học có dạy: dùng sắc hương mà tìm Như Lai là tà đạo. Trái lại, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Đó là nếu thấy các tướng mà chẳng phải tướng, đó là thấy Như Lai tánh. Khi còn tại thế, Đức Thích Ca thuyết đạo dạy chư môn đệ rằng: các người phải tự mình đốt đuốc mà đi, chứ đừng tin ai cả. Người đừng tin điều gì mà chính bản thân các người chưa nhận rõ ràng đó là chân lý. Cho nên tinh thần và đạo đức là điều rất quan trọng. Về đức tin là thế, còn về việc dưỡng tánh cũng phải hiểu cho tường. Thứ nhất, dưỡng tinh. Muốn dưỡng tánh phải hàm dưỡng tinh hòa cho được đầy đủ trong châu thân con người. Tinh là phần tinh hoa của nhục thân, là nhựa sống của vạn thể. Ở thảo mộc,
tên là sức mạnh để đâm chồi, nảy nhánh, trổ lá, đơm hoa. Ở súc vật, tên là sức mạnh để tăng sinh sản. Ở con người, ngoài công năng sinh sản, tinh còn là chất lỏng hay chất nhờn để tạo công năng, hóa khí, để hàm dưỡng sức khỏe và sự thông minh sáng suốt. Vì thế dưỡng tinh là điều tất yếu. Lão giáo có dạy: vô lao nhữ hình, vô giao nhữ tinh. Tức là không nên làm hao tổn, không nên làm dao động tinh thần. Hoặc nói rằng, muốn dưỡng tinh phải tuyệt dục. Nhưng phương pháp tuyệt dục cốt yếu là ngăn ngừa dâm niệm trong tư tưởng. Bởi vì dâm căn không phải bắt nguồn từ thân thể mà khởi động ở tư tưởng. Vì thế, kẻ học tâm pháp huần hư, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần huần hư là sự phải trì chí. Nên, ý chí sắt đá, sức kiên nhẫn và sự chịu đựng là hành trang của người đạo hạnh. Thích Ca Như Lai có giảng cơ dạy: cho hay đạo cả chẳng nhiều lời, một trận thần thông thâu đất trời. Liếc mắt xem qua cơ tạo hóa, một câu thuận nghịch để muôn đời. Ấy là câu một: kẻ hành giả phải tịnh khẩu, tịnh thân, tịnh ý, tức đạo cả chẳng nhiều lời mà phải đại định. Câu hai: hễ đại định thì tâm, thận tương giao. Hoặc nói rõ đó là thủy hỏa ký tế mà chấn động cả âm dương khí, tức đất trời. Câu ba: lúc bấy giờ phải xem chừng cơ tạo hóa để tìm hiểu thủ trung, vì tinh có phát triển đúng lúc, đúng mức thì mới hóa khí được. Câu 4: tinh sanh thì phải điều hành cho nó nghịch chuyển về nơi huần cung để bổ não. Trái lại, nếu để tinh thuận hành ra ngoài thận thì tinh sẽ biến thành chất nước để hoàn thành nhân hình, thai nhi. Cho nên, một câu thuận nghịch để muôn đời. Vì vậy, muốn tinh hoàn hảo để hội nhập nơi huần cung thì trong 24 tiết nếu giữ 4 thời tụng thì tốt, còn không thì lấy tí, ngọ để tạo nên điển lực thần quang hầu đánh tan tà niệm. Do đó, việc cúng nước của tôn giáo cao đại tuy đơn giản, nhưng đó là bí pháp để luyện đạo qua sự dẫn tường, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, tịnh thần huần hư. Hẳn nhiên, những bài kinh đọc lên để làm cho người đọc động não mà mở mang cái trí giác của chính mình và tìm hiểu sâu về cái vô vi qua trí tuệ. Vì tư tưởng đã được an tịnh hay thông thái, cũng như sự quỳ hay ngồi trong vấn đề tứ thời nhật tụng cũng đều có ý nghĩa của sự gắn liền của tâm thân. Sự tiếp nhận cái âm dương qua sự quỳ hay ngồi đều có sự cách biệt rõ ràng. Do đó, người tu thân hành đạo phải hiểu để thực hành đoạt được như ý. Thứ hai, nuôi khí. Trong thân thể con người, nhục thân có thanh có trược, có thuần và có bất thuần. Vì thế, kẻ học đạo phải hàm dưỡng và lọc lừa cho rõ. Ở khí hạo nhiên, nó là chí, và chí hay tánh con người vốn có một, nhưng tùy sử dụng mà gọi. Nếu dùng về mặt tiêu cực thì để hàm dưỡng, còn về mặt tích cực thì để điều khí. Thế nên tánh và chí chẳng phải hai mà là một. Chữ khí đối với vũ trụ quan, khí là cái vận dụng của nguyên lý để tạo lập trời đất, hóa sanh muôn loại. Khí lưu hành khắp vũ trụ, và hễ khí ngưng thì sanh hình vật, vạn vật. Và đến lượt nó trót sanh trưởng rồi, mỗi vật đều có xúc tích khí nơi mình, và khí ấy luôn luôn lưu hành trong cơ thể vạn vật. Hẳn nhiên muôn loài nhờ ở khí mà sinh tồn vậy. Kỳ vi khí giả, chí đại chí cường, dĩ trực dưỡng nhi vô hại, tất tắc thiên địa chi gian. Nghĩa là cái mà gọi là khí đó rất lớn, rất mạnh, nếu đừng làm tổn hại
thì khí có đầy trong khoảng không gian trời đất. Thế nên, diệu hữu bắt nguồn từ vũ trụ vào trong thân thể con người lúc mới lọt lòng mẹ, cả buồn tiếng khóc, và lúc thai vừa tượng thì đã có một phần thái cực ở mạng môn. Khi sanh ra thì đã có lục phủ ngũ tạng sẵn rồi, mà hạo nhiên khí do nê huận cung chuyển lần xuống tại tâm. Từ khiếu huyền quang, từ đó nơi óc não phân phát qua dây thần kinh mà chuyển vận trong thân thể, pháp luân thường chuyển. Từ nơi tim theo mạch chuyển trong ngũ tạng, và từ gốc huyền quang để giữ tồn sanh của tạng phủ. Bắt đầu từ khiếu huyền quang vận chuyển ra ngoài, biến thành thần lực của con người. Khi ấy hấp thụ điển lực từ mặt nhật đưa vào tỳ và đem ra ban hành châu lưu khắp phách vía. Ấy là diệu hữu của trời xuyên qua vận chuyển lên người mà thành ra hậu thiên. Hạo nhiên khí của trời theo kim đơn là pháp thân của chân tánh, khí thuộc dương, nhưng điển lực của người chưa học đạo đều là khí hậu thiên thuộc âm. Diệu hữu là một thứ điện quang tinh khiết vì có sự rung động vô cùng tận. Thứ ba, tham thiền nhập định. Đó là sự ngồi tịnh hay yên lặng để thông công hay tánh, hoặc tâm hồn đi vào cõi vô cực hay hư vô. Thì người ngồi tịnh phải có tâm pháp huần hư thì mới hòa nhập vào hư vô chi khí, nên thanh tịnh là cái rất trọng yếu. Thanh thì sao? Tịnh thì sao? Thanh là sự tinh khiết trong sạch ở thể xác, như ăn hoa quả, rau củ để không nặng mùi tục lụy. Vì nếu ăn thịt cá thì cơ thể phải chịu ảnh hưởng về trược, và con người không được hoàn hảo. Tịnh là tâm hồn hay tư tưởng không bị quấy rối với cảnh sống của đời, dù văn chương, tranh ảnh hay mọi ngoại cảnh khác mà thiếu nét đạo đức. Vậy, chí và khí cũng như hồn và phách, mà hồn là dương, phách là âm, ở giữa là môi giới cho hồn và xác liên kết thành thể, cũng như khí liên kết thân và tâm thành thân thể có sự sống, mạng sống. Nên Nho giáo dạy: phù chí khí chi suý giả, khí thể chi xưng giả. Phù chí chí yên, khí thứ yên, cố viết trì kỳ chí nhi vô bạo kỳ khí. Nghĩa là chí là tướng soái của khí, khí thể thì tràn ngập thân người, chí đến thì khí sẽ theo đó. Bởi thế đạo học bảo nên giữ gìn chí lớn và cũng đừng làm hao tổn khí. Đại ý, chí là tướng soái, khí là ba quân, mà tướng soái ở đâu thì ba quân ở đó. Nên phép dưỡng khí phải giữ gìn chí kiên cố để khí không hòa tan. Từ những điều đó, người học đạo phải lập chí vững vàng để khí không tổn hại, vì chí và khí liên đới với nhau. Nho giáo có dạy rằng: thi tập nghĩa sở sanh, phi nghĩa tập nhi thủ chi. Đó là cứ thông thả làm theo đạo pháp rồi khí sanh, chứ đừng dùng sức mạnh chụp lấy. Nên nhớ, có người thông minh, việc gì cũng hiểu, ấy là khí thanh. Nhưng đến việc làm thì vị tất việc gì cũng đúng lý, ấy bởi khí không thuần. Có người cẩn hậu, trung tính bởi khí thuần, nhưng đến sự biết thì vị tất việc gì cũng đạt được, ấy bởi khí không thanh. Thanh trược, thần và bất thuần là bởi thiên mạng đã định. Nhưng người học đạo có chí lớn, dụng nhân lực biến tánh chất, làm cho khí tánh trở nên thuần lý, thiền lý, ấy là công phu của sự dưỡng tánh. Thế nên tất hữu sự yên nhi vật chấn, tâm vật động vật tư tưởng giả. Đó là có sự đến tức triệu chứng khí sanh, nhưng chẳng khá dùng sức mạnh mà điều lấy nó. Tâm chẳng khá động mà cũng đừng lưu ý. Nên phép dưỡng sinh cũng như trồng hoa màu vậy, cứ tự nhiên làm lành lãnh dữ, ung dung tịnh dưỡng tâm tánh thì khí sẽ theo đó mà sanh, chứ đừng dục động mà loạn thần. Từ những điều đó, nuôi khí sẽ đem lại cho người học đạo khí thể tràn ngập châu thân và thân tâm ổn định. Từ đó trong người cái nhân điện sẽ thuần hóa,
và khí hậu thiên đồng hóa cùng khí tiên thiên của trời đất, thì kẻ học đạo sẽ hiệp nhất cùng vũ trụ. Do đó nên nhớ, phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di. Đó là giàu sang không dâm, nghèo hèn không đổi. Buổi trích đọc chủ đề Tam giáo luận giải tinh khí thần. Đến đây là hết. Kênh Cao Đài Tây Ninh Nguyễn Văn Úc xin kính chúc toàn thể chư quý vị, chư quý hiền cùng gia đình có một sức khỏe dồi dào, thân tâm luôn an lạc, trí huệ bình khai, luôn luôn tinh tấn trên con đường lập công, lập ngôn và lập đức. Xin chân thành cảm ơn quý vị, quý hiền đã hoan hỷ tham khảo và lắng nghe, và trân trọng kính chào. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.